Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã có thông báo ý kiến về tình hình phát sinh, thu gom xử lý và tiến độ triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Nội dung của thông báo nêu rõ. Để đảm bảo các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra về môi trường, khắc phục những hạn chế trong quản lý phân loại, thu gom, xử lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác đã được tiếp nhận, lựa chọn dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư theo đúng cam kết, sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần làm giảm lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn, rà soát có phương án quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại các đô thị cấp huyện, có kế hoạch thu hút đầu tư ngoài ngân sách và bố trí nguồn lực đầu tư công để giải quyết các điểm rác thải tồn đọng, nhất là các điểm bãi rác tồn đọng quy mô lớn đang ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Chú trọng thúc đẩy phát triển các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tự quản cấp cơ sở, gắn với thực hiện các biện pháp hành chính để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, giảm bớt lượng rác thải phát sinh phải xử lý tập trung, hoàn thiện hệ thống các quy định, chính sách về quản lý rác thải phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh, các quy định của pháp luật. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý rác thải, tiêu chí lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải và quy định ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, lựa chọn đơn vị xử lý rác đáp ứng về công nghệ, đơn vị thu gom, vận chuyển rác đáp ứng điều kiện vận chuyển, thực hiện phân loại rác thải theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy rác đã có chủ trương đầu tư và tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án khu xử lý rác tập trung đã có chủ trương đầu tư để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư khu xử lý rác tập trung, hướng dẫn hỗ trợ chủ đầu tư về các thủ tục đầu tư đất đai, xây dựng bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, quy định về các địa điểm tập kết xác, điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ các bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống cống, rãnh thoát nước, thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án xử lý rác thải theo quy định của pháp luật.